Đây là phối cảnh nhà ga hành khách Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, tức gói thầu 5.10. Tổng giá trị lên tới 35.000 tỷ đồng, nhà ga được xây dựng trên diện tích đất rộng 150 ha. Khi hoàn thành, nhà ga có tổng diện tích hơn 376.000 m2 sàn, gồm 1 tầng trệt và 3 tầng lầu, chiều cao đỉnh mái hơn 45,5 m. Nhà ga có 2 luồng đi và đến tách biệt, bố trí 40 vị trí đỗ gần cho các máy bay cốt CEF. Lấy hình ảnh hoa sen làm ý tưởng chính, điểm nhấn của nhà ga là khu vực bố trí ô lấy sáng trung tâm và ô thông tầng cảnh quan trung tâm nhà ga. Ở đây sẽ có thác nước nhân tạo, cảnh quan sân vườn, sử dụng các vật liệu tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Khi hoàn thành, nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ có công suất phục vụ 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.